Vâng, chào các bạn. Hôm nay tối thứ hai đầu tuần, rất là tuyệt vời đúng không các bạn ơi? Một tuần mới phải rất là tuyệt vời. Và tối hôm nay mình live stream cho các bạn với cái chủ đề 10 cái thay đổi nhỏ dễ làm. Vì sao chúng ta có cái chủ đề này? Bởi vì rất là đơn giản, là chỉ có thay đổi thì chúng ta mới theo kịp thời đại. Và chỉ có thay đổi mới giúp cho chúng ta thành công và giàu có được. Chỉ có thay đổi mới giúp cho chúng ta phát triển được. Và đôi khi chúng ta những cái thay đổi lớn ấy, chúng ta không làm được, thì chúng ta hãy làm những cái thay đổi nhỏ. Và chính những cái thay đổi nhỏ đó nó làm cho chúng ta phát triển, ok chưa? Và nó cho chúng ta những cái moment để chúng ta có được những cái thay đổi lớn. Và tối hôm nay sẽ nói về cái chủ đề là 10 cái thay đổi lớn. Và mình mới vừa đi về luôn, rất là bận rộn, mới vừa đi về. Vừa về nhà mình cứ sợ không kịp. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ cho các bạn 10 cái thay đổi nhỏ. Và bạn làm được 10 cái thay đổi nhỏ này thì bạn sẽ làm được những cái 10 cái thay đổi lớn. Cái đó là cái bước mà nó tạo ra cái tiền đề. Chúng ta muốn làm được việc lớn thì bước đầu tiên chúng ta phải làm được việc nhỏ. Nên tối hôm nay là chia sẻ cho các bạn là 10 cái cách để chúng ta có những cái thay đổi nhỏ. Và bước đầu tiên để vào chương trình này thì các bạn giới thiệu về nhau đi. Các bạn giới thiệu về nhau. Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống. Các bạn nói là các bạn lần đầu tiên biết mình, lần đầu tiên các bạn làm quen với mình. Và bạn nào đã quen với mình rồi thì các bạn giới thiệu về mình. Bạn đang ở đâu, bạn họ tên là gì, bạn làm cái công việc gì, và bạn kinh doanh cái gì và bạn mong muốn cái gì. Ok chưa? Chào bạn Linh, lâu quá rồi chưa gặp em. Và các bạn thấy hôm nay mình mặc cái áo, các bạn thấy khác không ạ? Nó có cái chữ là Rich Dad. Ok, cho cái Rich Dad mình sẽ làm cho các bạn thấy cái chữ. Cái áo mình tối nay nó có cái chữ, các bạn thấy không ạ? Cái chữ gì các bạn thấy rõ không ạ? Cái chữ Rich Dad. Ok, Rich Dad là người bố giàu các bạn. Cái áo mình mặc đây là một cái áo rất là đặc biệt. Được chính các bạn nào mà đọc cái quyển dạy con làm giàu của ông Robert Kiyosaki á, ok chưa? Thì các bạn sẽ biết được cái từ là Rich Dad and Poor Dad. Ok, người bố giàu và người bố nghèo. Và cái áo Rich Dad này là được chính chính cái gì ạ? Chính ông Rich Dad tặng. Chính cái ông tác giả của dạy con làm giàu tặng ở bên Singapore. Và mình mặc nó và mình giữ nó cho tới giờ luôn. Và tối hôm nay là mình mặc cái áo này, các bạn thấy đặc biệt mà nó vô cùng đặc biệt. Vâng. Và để bắt đầu vào chương trình thì bước đầu tiên là các bạn giới thiệu về các bạn. Bước đầu tiên là các bạn giới thiệu về các bạn đi. Bạn họ tên là gì, bạn đang ở khu vực nào? Và bước thứ hai là bạn chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn, bởi vì tối hôm nay là một cái live stream nó rất là tuyệt vời. Và bước thứ ba là bạn nói là cái mong muốn của bạn làm gì, bạn làm lĩnh vực gì. Tại vì bạn chia sẻ cái live stream này về, thứ nhất là nó làm cho các bạn nhớ cái live stream này, để các bạn còn xem đi xem lại. Và tối hôm nay bạn như thế nào ạ? Thầy chúc thầy sanh thần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Tuyên. Bạn Nguyễn Tuyên rất là tuyệt vời. Và khi mà bạn chia sẻ gì thì nó làm cho bạn nhớ. Bạn nhớ nên bạn xem đi xem lại. Và bạn nào có tập thì các bạn mang theo quyển tập để các bạn ghi xuống. Và bạn nào mà chưa có quyển tập thì chút xíu những cái gì mình nói thì các bạn ghi thẳng lên trên này luôn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì chúng ta làm quen nhau, kết nối nhau, inbox vào comment của mình, comment xuống, chúng ta sẽ làm quen với nhau. Lần đầu tiên chúng ta làm quen với nhau. Bạn nào biết mình rồi thì chúng ta chuẩn bị chia sẻ và chúng ta nghe cái nội dung tối hôm nay. Để bắt đầu vào chương trình tối hôm nay thì mình sẽ quảng cáo về mình một chút xíu. Ok chưa? Một phút quảng cáo thôi. Quảng cáo thôi, không có cái gì phải là e ngại hết ha. Mình tên là Nguyễn Thế Duy và hiện tại mình là 42 tuổi, mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình hiện tại mình thì đang ở quận 2. Và mình có một cái trung tâm đào tạo chuyên về làm chủ doanh nghiệp, gọi là Vườn Ươm Doanh Nhân. Mình chỉ đào tạo cho các bạn ra làm chủ doanh nghiệp thôi. Các bạn nào mà đi xem những chương trình của mình, học những chương trình của mình thì chắc chắn là các bạn chỉ chọn cái con đường ra làm chủ doanh nghiệp thôi. Và hiện tại thì mình là tác giả của ba cái quyển sách này. Ba cái quyển sách mình sẽ cho các bạn xem ba cái quyển sách này. Cái quyển thứ nhất là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, cái quyển thứ hai là Vượt Biển Lớn, và quyển thứ ba là Beyond the Way. Cái quyển Beyond the Way là quyển tiếng Anh.
hiện tại đang bán ở trên Amazon. Cái quyển Vượt Biển Lớn là cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu. Còn cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi là 101 bài học để giúp cho các bạn ra kinh doanh. Ok chưa? Và mình cũng chuẩn bị ra mắt cái quyển là quyển sách chuyên về online, về cái công nghệ 4.0. Và tối hôm nay mình sẽ thông báo cho bạn một điều rất là đặc biệt. Nếu bạn nào ở khắp mọi miền trên toàn quốc mà bạn mua hai cái quyển sách của mình, ngay bây giờ các bạn đặt mua ngay cái quyển sách của mình thì sẽ được giao cho các bạn trên toàn quốc này. Và sau khi mà bạn nhận được hai quyển sách, bạn đọc xong á, thì bạn báo cho mình. Mình sẽ add các bạn vào trong một cái group. Những cái group này chỉ có những người mua hai quyển sách này mới được vào trong đó thôi. Rồi mình sẽ chia sẻ sâu hơn về cái cách kinh doanh, triết lý kinh doanh của hơn 20 năm kinh nghiệm của mình trong cái việc kênh kinh doanh. Nên là bạn nào quan tâm tới hai quyển sách này thì các bạn comment xuống, các bạn nói là các bạn muốn mua quyển sách này, và bạn inbox cho mình cái số điện thoại thì các bạn phụ trách sẽ gửi đến khắp nhà bạn ở khắp mọi miền đất nước thông qua đường bưu điện, là chúng ta sẽ gửi đến nơi hết. Tiền các bạn không cần phải chuyển trước đâu. Các bạn chỉ cần cái người bưu điện đó, họ tới họ giao rồi họ bạn sẽ gửi tiền cho họ luôn. Ok chưa? Nên là bạn nào mà muốn tham gia vào cái group để chúng ta chia sẻ về kinh doanh khắp mọi miền đất nước này thì các bạn cứ mua sách đó và mình sẽ ép vào trong group. Group này là một cái group bí mật để chúng ta cùng nhau chia sẻ về cái kinh nghiệm kinh doanh. Ok, các bạn thấy tuyệt vời chưa? Và bạn nào lần đầu tiên với mình thì các bạn comment xuống, các bạn làm quen với mình và mình cũng rất là vui làm quen với các bạn. Bạn Lê Mai Hiền, em muốn mua sách thì em inbox cái số điện thoại cho mình. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì bây giờ mình lại nói tiếp. Là 10 cái thay đổi nhỏ, 10 cái thay đổi nhỏ. Ok chưa? Chúng ta phải có cái thói quen. Muốn thành công thì chúng ta phải có những cái thay đổi. Hiện tại mà các bạn chưa thành công thì các bạn phải thay đổi thì các bạn mới thành công được. Nếu các bạn mà không thay đổi thì các bạn không thể thành công được. Bởi vì sao? Bởi vì sao các bạn không? Bởi vì chúng ta vẫn có hành động cũ, chúng ta vẫn có làm những việc cũ, mà chúng ta muốn có một cái kết quả mới, đó là những người ngớ ngẩn. Chúng ta vẫn thức dậy trễ, vẫn làm biến đọc sách hàng ngày, tính cách vẫn cứ rên rỉ, ok chưa? Vẫn cứ đi làm công đúng cái chỗ đó, mà chúng ta muốn kết quả thay đổi, đó là cái điều ngớ ngẩn ở trên đời này. Chỉ có những người điều ngớ ngẩn mới ngồi không thay đổi gì hết, ngồi yên một chỗ mà mong muốn cái kết quả mà nó thay đổi, đó là những người ngớ ngẩn. Bạn có hên vô chưa? Nó là tuy nhiên thay đổi mà bắt các bạn thay đổi lớn thì gần như các bạn không có thay đổi được. Nên là hôm nay mình mới chia sẻ cái chủ đề gì 10 cái thay đổi nhỏ dễ làm. Và các bạn làm được những cái thay đổi nhỏ dễ làm này thì các bạn sẽ có gì Các bạn sẽ có những cái thay đổi lớn rất là đột phá. Ok chưa? Và đó là lý do mà chúng ta tối nay chúng ta có chương trình này. Vậy các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì bạn ghi xuống bạn sẵn sàng rồi. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn cứ comment xuống, các bạn làm quen với mình. Xong cái livestream này mình sẽ kết bạn với các bạn. Bởi vì sao Bởi vì chúng ta rất là may mắn để chúng ta biết nhau. Nên là chúng ta đừng có bỏ qua. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? 10 thay đổi nhỏ dễ làm. Rồi, vậy thay đổi số 1 ghi vô. Các bạn thay đổi số 1. Cái thay đổi số 1 là bạn phải thay đổi cái gì Thay đổi cái cách ăn mặc của bạn ra. Mình thấy có nhiều bạn ăn mặc lượm thượm là thà quá. Chúng ta chưa thành công. Ở đây mình không nói là bạn trau chuốt, không phải. Nhưng cái tác phong ăn mặc phải đàng hoàng một chút xíu. Cái tác phong ăn mặc lùi xì xà là không được. Các bạn hiểu chưa? Ví dụ như người ta đã thành công rồi thì người ta ăn mặc kiểu gì cũng được đó. Các bạn mà gặp mình thì các bạn thấy thỉnh thoảng là mình mặc quần đùi, mình đi uống cà phê với các bạn, cái chuyện đó là chuyện bình thường, mình mang dép lê. Mình mới đi ăn nè, mình mới đi ăn tiệc với các bạn về nè, mình mới vừa đi ăn với bạn Nguyễn Kiên Cường, là bạn giám đốc của Boy Studio, và bạn Nguyễn Hồng Dung, là giám đốc của Hai Furniture, và bạn Mai Quốc Phong là giám đốc của một cái công ty xây dựng. Ok, mình mới đi ăn với các bạn ăn tối về đây, và các bạn thấy mình mặc cái áo thun này nè, và mình mang dép lê mình đi. Ok chứ? Mình thì mình mặc đồ kiểu gì cũng được, bởi vì mình đã có cái nền tảng rồi, mình đã có kinh nghiệm rồi, cái chiều sau mình đã có rồi, thì mình ngồi mình nói chuyện, mình làm cái gì cũng được. Tuy nhiên các bạn chưa có những cái ở trong cuộc đời này thì các bạn phải thay đổi cái phong cách ăn mặc, phải tươm tắt một chút. Để mình ví dụ cho các bạn, cách đây 3 tháng
có một bạn ở miền Tây lên, và dĩ nhiên một bạn ở dưới tỉnh lên mà, ở dưới quê lên, lần đầu tiên lên thành phố mà bạn lượm thướng rồi ơi, và bạn inbox cho mình và mình hẹn bạn nói chuyện và bạn lên nhà mình, các bạn biết không, bạn mang dép lê này, quần áo thì ống ngắn ống dài này, người lượm thượng á, mình thấy bạn nói trên Facebook, nói chuyện trên Facebook thì cũng đàng hoàng, nhưng mà lần đầu tiên mà mình gặp bạn á, bạn đó mới có 22 tuổi, mình cũng hơi ái ngại, bởi vì bạn lượm thượng quá, cái cách của bạn, bạn quá lượm thượng thì mình cũng hơi ái ngại. Tuy nhiên là thấy cái cách bạn nói chuyện nó hiền, nó hiền, và thế là mình giới thiệu của bạn, và bạn cần phải lên đây là phải cần phải có việc làm đã, nên là mình giới thiệu của bạn qua ở một cái công ty, bạn giám đốc bên công ty đó phỏng vấn xong là nhận bạn này, nhưng mà bạn đâu có ái ngại, thì thấy cái cách ăn mặc thấy lương thượng lắm, chỉ được cái tính tình hiền lành thôi. Và thế là bạn giám đốc đó yêu cầu bạn này là hãy đi cắt tóc đi, tươm tắt đi, ok, cho bạn đó cho tiền để mua quần áo rồi tươm tắt rồi lại mặc, các bạn nó chưa tiền nó mới ra. Cái nhân viên văn phòng bạn đó cũng đã học 12 xong rồi, nhà khổ cực, nhưng mà do cái ăn mặc, cái bề ngoài nó lôi thôi lít thích quá, các bạn hiểu chưa? Và đó là cái lý do mà người ta rất là ái ngại với các bạn. Nếu bạn nào mà các bạn thật sự chưa thành công thì bắt đầu từ bây giờ bạn phải quan sát được cái cách ăn mặc, cái sự chỉnh chu mình, hãy chỉnh chu cái đó đi thì người ta mới quan tâm với các bạn, người ta mới trân trọng các bạn hơn. Ở đây mình cũng nói là chúng ta phô trương về hình thức, không phải, nhưng mà bạn thấy không ạ? Bạn nhìn một người nào đó mà sạch sẽ, mà tươm tắt, mà xinh gái, các bạn thấy nếu mà bạn là con gái mà bạn biết trang điểm xinh đẹp vô thì người ta vẫn thích hơn là một cái người nó như thế nào ạ? Một người mà không có gì không có biết sửa soạn, các bạn như chưa? Nó là chúng ta cần phải thay đổi cái diện mạo, cái cách ăn mặc của mình, đừng có là thà lượm thượm. Cái chân chắc là đúng, nhưng mà cái ánh mắt á, cái ánh mắt đầu tiên người ta nhìn mình á, người ta muốn có thiện cảm với mình á, là cái điều đó nó rất là quan trọng, nên là các bạn phải thay đổi cái phong cách ăn mặc lại. Ok, vậy thì cái câu chuyện vừa rồi mình chia sẻ các bạn có tuyệt vời mà, và xem chương trình mình là các bạn phải năng lượng, làm tới đâu là phải ghi tới đó, phải năng lượng. Cái cuộc sống này chúng ta phải năng lượng, chúng ta không năng lượng thì làm sao mà chúng ta đạt được những mọi thứ trong cuộc sống này, nên chúng ta phải rất là năng lượng. Cảm ơn bạn Đinh Tâm Dương. Hello thầy, chúc thầy buổi tối tràn đầy năng lượng. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều, phải luôn tràn đầy năng lượng em, không năng lượng là không có được. Vậy thì vừa rồi là mình chia sẻ cái ý thứ nhất, chúng ta phải thay đổi gì, thay đổi cái phong cách ăn mặc lại, ok chưa? Và các bạn thấy cái chia sẻ của mình có hữu ích không ạ? Hữu ích thì các bạn comment xuống, các bạn nói là điều này nó rất là hữu ích, ok chưa? Cái thứ hai là chúng ta phải thay đổi gì, cái thứ hai các bạn ghi vô, ok chưa? Chúng ta thay đổi là cái phong cách nói chuyện, ok chưa? Chúng ta thay phong cách nói chuyện. Nếu mà cái cách nói chuyện chúng ta nó không thú quá thì chúng ta phải thay đổi lại cái công khách nói chuyện nhẹ nhàng, đáng yêu, và cái mặt nó hay cười lên. Có nhiều bạn cái mặt không cười, và đó là cái lý do mà bạn như thế nào bạn không có lấy thiện cảm của người khác. Cái mặt của bạn lúc nào cũng trầm trầm, ngâm ngâm, đâm đâm, chiêu chiêu, lúc nào cũng cái mặt phải cười lên. Các bạn cười lên, nhưng mà là cười đi, cười khà khà đi, cười đi, cười vui lên, cười vui lên, cười tươi lên. Các bạn phải cười tươi lên. Mình là cũng hay cười, mình gặp ai lần đầu tiên là mình cười, nhiều lúc mình không nói chuyện nhưng mà mình cười đã. Và cười, các bạn thấy mình cười thì các bạn thấy nó tuyệt vời mà. Lúc không cười cái mặt lúc nào cũng gầm gầm, trầm trầm gì, ngập mặt cứ đấm đấm mà chiêu chiêu vậy này, rồi cứ trầm ngắm như này, tức là nhìn cái mặt nó thấy nó khắc khổ rồi. Bạn Dung, cái mặt phải cười lên, lúc nào cũng phải cười lên, cũng phải vui lên, ok chưa? Cái có ba bạn cười tươi lên, cái phong cách phải cười tươi lên, cái lúc nào cũng trầm trầm ngâm ngâm, cái mặt có đăm đăm như thế nào nó là một cái kinh nghiệm. Hết tiền cười hết nổ đó ta. Ok, các bạn nói rất là vui. Cái cách rất là tuyệt vời. Thầy cười nhiều đi thôi. Ok, cái cách rất là tuyệt vời là mỗi sáng thức dậy bạn đứng trước gương và bạn phải cười á. Các bạn ơi, các bạn có biết môn yoga cười không? Cái môn yoga ga cười á, là người ta nghiên cứu nó như vậy nè, trẻ nhỏ á, một ngày nó cười tới mấy trăm lần lận, mà người lớn chúng ta lớn lên á, chúng ta không có cười, chúng ta hết cười à. Có người cười ngày chừng 10 lần
À, ok chưa? Cười ngày chưa tới chục lần nữa. À, và đó là lý do mà cái con người chúng ta nó cực khổ và nó dễ bệnh hoạn lắm, nó là chúng ta phải cười. À, và lúc đầu đó là chúng ta cười, à, có điều kiện ai làm gì đó chúng ta cũng cười, à, mơ cười. Nhưng mà chúng ta như thế nào à? Chúng ta phải biết cái cách cười một cái là vô điều kiện luôn. Ok chưa? Thấy kẹt xe cũng cười. Ok, công an phạt cũng cười. Cầm cái tới tháng cầm cái giấy nợ nhiều quá cười. Ok chưa? Cười cười mắc cười quá sao nợ hoài. Và tự nhiên các bạn à, cái gì các bạn cũng cười, nhưng mà nhiều người thấy à cái ông này như thế nào, nhiều người nói cái ông này ổng điên. Ok chưa? Nhưng mà cái ổng điên mà ổng vui. À, cái các bạn cho nên là chúng ta cười nhiều lắm. À, ok chưa? À, thấy à, thằng à, à, ăn trộm nó lấy mất cái điện thoại của mình vui quá cũng cười. À, các bạn nhiều cười. À, và cái chúng ta cười vui lên. À, thì cái con người chúng ta nó lạc quan ra, bởi vì bạn có tức nó, bạn có giận nó, ok chưa? Bạn có bực mình nó thì cái điện thoại mình cũng mất rồi, thì mình cười để cho cuộc sống nó đỡ ra. Ok chưa? Em nghe thầy nói em cười đã nó giờ. Đúng rồi, cái bạn Võ Hồng. À, bạn Võ Hồng, bạn comment cái comment của bạn đây là rất là tuyệt vời. Mình thấy cái bạn comment của bạn, bạn cũng mình cũng mắc cười luôn. Ok chưa? Học lớp thầy là cười cả ngày. Ok, đúng rồi, chúng ta cũng phải cười, phải vui lắm. Bây giờ các bạn cười đi, các bạn cười sao mà cho bự, mà mình ngồi ở Sài Gòn mình cũng nghe lên, các bạn cười bự lên. À, để người ta ngồi bên Mỹ mà người ta cũng giật mình mà luôn. À, nhìn giấy ô cười. À, bạn kia nói là cười ra nước mắt, cười mà ra nước mắt là tuyệt vời nữa. Phải cười thật nhiều lên. À, nên các bạn muốn thành công là các bạn phải gì ạ? À? Cười. Cái comment tay là cười vào. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào bạn Hạnh Trăng, chào bạn Thuận Phong. Ok, chào bạn Nguyễn Quang Thánh. Ok. Bạn đang Lộc lúc này mặt em hay cười lắm á Lộc. Lộc em tốt lắm á. À, bạn Lộc Nguyễn á. Bữa nay em đổi cái hình avatar em đẹp rồi đó nha. À, em phải cười nhiều lắm. À, và người hay cười là người rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Kiên Giang cười ha ha ha. Ok. Hôm nay bán không được mặt ông cũng cười ha ha ha. Ok chưa? Cười la hết lên. Ok, bạn Lộc rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Hệ rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Linh cũng rất là tuyệt vời. Cao cười lên lên ơi. Bạn Hoa Nguyễn cũng rất là tuyệt vời. Cười nhiều lên. Ok. Cười nói mình khùng. Ok, mình khùng nhưng mà mình vui. Còn hơn mà nó không khùng. Nó không ngoan nhưng mà nó không cười. Nó là cười, tóm lại nó vẫn cứ tuyệt vời hơn. À, Mai Sếp, Gia Khang cười suốt cả ngày. Ok. Các bạn rất là tuyệt vời. Mắc cười quá. Ok, mắc cười thì cười lớn lên. Tại vì nụ cười, người ta nói nụ cười bằng 10 tháng tuổi bổ, tuyệt vời lên. Cười kha 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 kha. Ok, tuyệt vời. Các bạn rất là tuyệt vời. Ok chưa? Rồi. Cái hai, cái thay đổi thứ ba là không ăn ngọt. Nói ghi vô thay đổi thứ ba. Bữa nay là cái chủ đề gì? Những cái thay đổi nhỏ. À, xong phải yêu đời. Ok, đúng rồi, xong phải yêu đời, đúng rồi. Không cứ ăn ngọt, hạn chế ăn ngọt lại. Ông nào ăn ngọt là tối nay lên gạch không được ăn ngọt nữa. Nói chuyện, thầy nói chuyện vui quá. Ok, chào bạn Tiến Duy, rất là tuyệt vời. Bạn nào mà ăn ngọt thì tối nay không được ăn ngọt nữa. Ok chưa? Không được ăn ngọt nữa. Ông nào mà thường xuyên ngọt. Cái ngọt các bạn, cái chất ngọt nó rất là nguy hiểm. Nó gây ra rất là nhiều gì à? Nó gây ra rất là nhiều. Đặc biệt cái ông nào mà ăn ngọt nhiều là dễ bị bệnh tiểu đường nè, dễ bị bệnh ung thư nè. À, nên là bắt đầu tôi đã giảm ăn ngọt lại. À, vui thì không chịu nổi. Bạn Nguyễn Kỳ Giang rất là tuyệt vời. Ông nào mà ăn đường nhiều quá rồi đó thì chúng ta giảm ăn bánh rồi lại. Ok chưa? Chúng ta giảm ăn ngọt lại. Ông nào ăn ngọt nhiều quá thì hạn chế ăn ngọt lại. Ok chưa? Chỉ ăn những cái không có ăn đường. Mua mật ong của bạn Nguyễn Kiên Giang á, các bạn thấy có nick Nguyễn Kiên Giang á, mua mật ong của Nguyễn Kiên Giang vô ăn. À, chúng ta không có ăn đường, hạn chế ăn đường vào. À, chúng ta ăn đường rất là nguy hiểm. Và bắt đầu từ hôm nay các bạn phải lên cái thay đổi đó, hạn chế ăn những cái gì bằng đường. À, và chính cái hạn chế ăn đường đó nó sẽ làm cho cuộc sống chúng ta nó khỏe mạnh ra. À, nãy em mới ăn bánh bông lan xong. Ok, mình cũng mới ăn bánh bông lan xong nè. À, nhưng mà hạn chế trà sữa được không thầy? Mình cũng hay uống trà sữa. Ok chưa? Mình cũng ghiền trà sữa lắm á bạn Duy ơi. À, tuy nhiên dĩ nhiên là mình bỏ ngọt 100% thì không đúng, nhưng mà mình là hạn chế và mình kiểm soát. Ok chưa? Mình kiểm soát. À, chứ mình cứ ăn ngọt cả ngày vô, mình thấy có nhiều bạn ăn ngọt dữ quá. Ok chưa? À, nó rất là nguy hiểm, nó nguy hại cho sức khỏe của bạn. Thì chúng ta hạn chế ăn ngọt lại. Ok chưa? À, hạn chế ăn ngọt lại.
Bạn Lộc em mập quá rồi đó, em phải hạn chế ăn ngọt lại nha. Đặng Vinh Trang ăn bộ bột ngọt, ok chưa? Bạn ăn bột ngọt nhiều á, ok à? Có bỏ nhậu không thầy? Bỏ nhậu thì tốt nữa, ok. Bạn bạn mà bỏ nhậu là rất là tuyệt vời, ok. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn nhớ comment mình. Bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn chia sẻ livestream nha. Và mình có ba cái quyển sách này. Quyển mỗi ngày một chút thôi, quyển vượt biển lớn và quyển bì dân đầu quay. Bạn nào mua cái quyển này thì bán ở nước ngoài trên Amazon. Còn hai cái quyển này thì bán ở trong nước. Bạn nào mà mua hai cái quyển sách này ngày một chút thôi và cái quyển vượt biển lớn thì các bạn comment xuống là các bạn mua hai cái quyển sách này. Và bạn nào mà có hai quyển sách này rồi thì mình sẽ add các bạn vào trong một cái group. Ok, cái group này là một cái group bí mật, chỉ những bạn mà có hai cái quyển sách này mới được vào trong cái group đó thôi. Và vào trong group này mình sẽ chia sẻ về kinh doanh sẽ sâu hơn, sẽ giải thích cho các bạn, làm rõ cho các bạn những cái gì những cái thắc mắc và những cái gì mình chia sẻ trong hai quyển sách này về kinh doanh. Nên là bạn nào mà về kinh doanh thì các bạn hãy xem, phải chia sẻ hai cái quyển sách này, phải mua hai quyển sách này và sở hữu cho mình. Bạn nào muốn mua hai quyển sách, ok, rất là đơn giản là các bạn cầm inbox cái số điện thoại cho mình, và sách sẽ được ship đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và đến nơi thì cái người giao tiền đó họ sẽ thu tiền luôn, nó là cũng không cần phải chuyển tiền trước. Các bạn comment đây là các bạn nói là các bạn mà muốn mua sách, bạn nào đã mua sách rồi thì sẽ ép các bạn vào group, và các bạn phải chứng minh được là các bạn đã có hai quyển sách này. Nếu các bạn không có hai quyển sách này thì các bạn cũng sẽ loại ra khỏi group luôn, bởi vì trong sách sẽ chia sẻ rất là sâu về hai cái quyển sách này, tại hai quyển sách này nói về kinh doanh và khởi nghiệp, ok chưa? Các bạn rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ tiếp nữa chưa? Để tiếp nữa thì các bạn comment xuống, các bạn nói là sẵn sàng rồi, chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Bạn Thúy Hạnh, nếu mà em đã nhận được quyển sách thì em chụp hình rồi em comment lên đây để các bạn nhân viên biết, thì các bạn sẽ đưa em vào trong cái group. Ok, thầy ơi em mới học lớp miễn phí nhưng em chưa biết đăng ký học tiếp như thế nào. Em muốn đăng ký học tiếp thì em comment xuống và em cho số điện thoại, em kêu là em đăng ký học lo nữa. Ok, em có một quyển rồi nè thầy. Một quyển thì chưa được, phải hai quyển. Ok chưa? Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vậy bây giờ cái thứ tư. Cái thứ tư thì các bạn comment xuống cái thứ tư. Thứ tư. Thứ tư thì chúng ta phải gì? Phải những cái thay đổi nhỏ mà. Nếu mà lâu nay con người của bạn nó như thế nào nó khô khan quá, thì cái thứ tư là bạn hằng ngày bạn phải mua hoa về nhà các bạn cắm. Em đã đăng ký 5 ngày rồi mà chưa nhận thầy ơi. Ok, ở Nha Trang thì từ từ sẽ nhận em. Chắc là sách ra gần tới nơi rồi em. Ok chưa? Cái thứ tư là hãy yêu hoa, hãy chơi hoa và hãy mua hoa về. Các bạn có hoa, các bạn thấy chưa? Hoa rất là tuyệt vời. Mà để mình cho các bạn thấy này. Trên bàn của mình này, các bạn trên bàn của mình này, các bạn thấy đây là cái gì ạ? Cái bình hoa. Trên bàn của mình đây là cái bình hoa này. Hoa lan này, các bạn chưa? Còn các bạn thấy cái bình này không Cái bình hoa này rất là tuyệt vời. Nó có cái mùi hương thơm. Bây giờ mình rờ tay như vậy nè, và mình ngửi lên mũi mình là rất là thơm. Mỗi sáng nó tỏa hương thơm ra. Nó là một loài của cái dòng lavender các bạn. Các bạn nào mà mua tinh dầu lavender đó, là cái mùi hương như vậy. Mà cái cây này nó sẽ tỏa ở trong nhà. Các bạn phải thích chơi hoa. Ok chưa? Các bạn phải thích chơi hoa. Và nhà mình cũng có những cái chậu hoa nè các bạn thấy không? Mình cũng có những cái chậu hoa này. Ok chưa? Các bạn thấy chưa? Bắt đầu bây giờ là các bạn phải biết chơi hoa, phải biết ngắm hoa. Ok chưa? Phải yêu hoa, phải ngắm hoa. Chúng ta phải chơi hoa để tâm hồn của chúng ta nó như thế nào Tâm hồn của chúng ta nó phong phú ra. Tâm hồn chúng ta nó yêu đời ra. Tức là các bạn làm cho cái trí tuệ cảm xúc của bạn phần lớn hàng ngày bạn suy nghĩ, bạn toan tính, thì cái trí tuệ logic cái IQ của bạn người ta gọi là cái IQ cái EQ cái chữ Y và chữ Q nó phát triển và nó làm cho người bạn nó khô khan ra. Nhưng mà bạn thích hoa, bạn yêu tranh ảnh, bạn yêu nghệ thuật. Các bạn thấy cái bức ảnh ở chỗ này nè. Các bạn thấy cái bức ảnh chỗ này không? Bức ảnh chỗ này nè là do Bambi đó. Ok chưa? Là do Bambi á. Bambi nhà mình vẽ. Các bạn thấy chưa? Thì mình yêu hoa. Cái con người của mình á, nó như thế nào Cái con người mình nó phong phú nó nhẹ nhàng ra. Và cái cảm xúc của bạn tốt hơn. Và bạn chạm vào cái cảm xúc của người khác tốt hơn.
À, còn nếu mà các bạn không chơi hoa, các bạn không yêu hoa, bông dừa cạn kìa, nghĩa là sao? Thầy trồng bông dừa cạn kìa, ok. À, nếu mà bạn không yêu hoa, bạn không chơi hoa, thì cái tâm hồn bạn nó chai cứng đi. À, nên là bạn phải dành thời gian ngắm hoa, yêu hoa, ngắm tranh, yêu tranh, chăm sóc tranh. À, Bambi ngủ rồi hả thầy? Ok, Bambi chưa có ngủ em. Bambi đang ở phòng trong á. À, chút xíu Bambi rảnh thì Bambi chạy ra. À, Bambi mới đi ăn với mình về. À, Bambi chưa ngủ em. Ok chưa? Vậy thì cái thay đổi nhỏ thứ tư là chúng ta phải yêu hoa. Để con người của chúng ta nó như thế nào ạ? Con người của chúng ta nó trở lên phong phú lên. À, nó đừng cứ khô khan quá. Phần lớn là chúng ta cứ suy nghĩ toan tính nhiều quá, nên là cái trí não của bên chúng ta nó phát triển à. À, não trái phát triển mà chúng ta đã mất đi cái cân bằng não trái. Chúng ta phải yêu nhạc, chúng ta nghe nhạc. Vợ em tên Hoa, ngày nào em cũng yêu Hoa luôn. À, rất là tuyệt vời. Ok, bạn Lộc Nguyễn, bạn tán người bạn, bạn là phong phú vào à, rất là tuyệt vời. À, hãy chia sẻ cho người bạn của mình, em cũng yêu cây bông hoa lắm thầy. Ok, bạn yêu cây bông hoa thì tâm hồn bạn nó tuyệt vời ra, và em có nguyên một cái vườn. Ok, rất là tuyệt vời. Và nếu mà bạn có một vườn rồi á, thì nó như thế nào à? Bạn hãy chăm sóc nó, hãy dành mỗi ngày mình dành một ít thời gian cho nó, thì cái con người của bạn nó rất là tuyệt vời, và bạn cảm được cái cảm xúc nó rất là tuyệt vời. Cái con người khô khan như bản thân mình thì hàng sáng mình hay đi cho cá ăn ở đằng phía nhà mình, ở phía dưới này nó có một cái hồ cá rất là lớn, và mình với Bambi hay cho cá ăn, thì đó là một cái cách. Nó như thế nào ạ? Cái cách đó nó làm cho cái con người mình nó biết yêu thương hơn. Em tên Hồng, em yêu hoa luôn thầy ơi. Ok, Hồng là hoa hồng rồi. Ok chưa, lại càng yêu hoa nữa, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn nhớ các bạn chia sẻ nha, các bạn phải nhớ các bạn chia sẻ đó. Ok rồi, các bạn không để mình nhắc hoài nha, chia sẻ để mình kiểm tra thứ ba như bạn đã chia sẻ cái livestream này rồi, mình đi kiểm tra trên máy để xem. Mới có 65 bạn chia sẻ à, đáng lẽ phải hơn 100 chia sẻ chứ. Phải chia sẻ về, lưu về máy mình để lâu lâu ghi lại. Hồi nãy mình mới đi ăn tối với bạn Nguyễn Hồng Dung, giám đốc của công ty High Furniture. Bạn cũng sắp ra một cái quyển sách. Bạn là nữ nên bạn ra cái quyển sách có tên là làm sếp. Ok chưa? Làm vợ. Ok chưa? Làm mẹ, làm sếp, làm vợ, làm mẹ. Cái vai trò đó nó như thế nào? Và bạn mới ra cái quyển sách đó. Và các bạn biết không? Bạn nói là em xem những cái live stream của mình thì em luôn chia sẻ về, để cái lúc nào em rảnh em ngồi em xem. Chứ có những lúc mà em thấy nó ở trên cái máy của mình, trên Facebook của mình, thì em ngồi em xem lại. Nên là các bạn mà không chịu chia sẻ về thì các bạn như thế nào? Các bạn không có xem và tự nhiên các bạn bỏ lỡ đi. Nên là đó là lý do mà mình nói là các bạn hãy xem lại. Ok, rất là tuyệt vời. Và bạn nào chưa có quyển sách của mình thì các bạn mua đi. Vậy thì cái bước tiếp theo là chúng ta gì? Yêu hoa mua hoa là cái bước số 7, bước số 4. Bây giờ tới bước số 5. Bước số 5. Ok chưa? Bước số 5 là chúng ta phải làm cho bàn làm việc chúng ta nó ngăn nắp. Ok, bắt đầu từ hôm nay là nếu bạn nào chưa có cái bàn làm việc ở nhà thì các bạn hãy có cho mình một cái bàn làm việc ở nhà. Mình thì lúc nào cũng ở nhà mình luôn có cái bàn làm việc. Ok chưa? Và đây là cái bạn đâu mà đây là cái máy laptop của mình mình cho bạn thấy là cái máy laptop của mình và các bạn thấy nó rất là sạch sẽ. Ok chưa? Mình lúc nào mình cũng lau dọn các bạn, cái máy laptop mình lúc nào nó cũng bóng lưỡng, lau dọn sạch sẽ. Ok chưa? Cái đây là cái bàn ngoại mình, nhưng mà các bạn có muốn mình cho xem cái bàn làm việc của mình không ạ? Mình sẽ vào và mình cho xem cái bàn làm việc của mình, cái phòng làm việc của mình, và nó đâu đó ngăn nắp. Ok chưa? Mình sẽ mở cái phòng, đây là cái bàn làm việc của mình. Các bạn thấy chưa? Nó rất là ngăn nắp. Bên kia là sách. Ok chưa? Các bạn thấy cái bàn làm việc của mình chưa? Đó. Cái đây là cái bàn làm việc của mình. Và lúc nào nó cũng có cái bảng. Ok chưa? Và cái đây là cái tủ sách của mình. Những cái trong hồ sơ giấy tờ thì mình để nó đây. Các bạn ơi, đây là cái ghế của mình và cái file hồ sơ thì mình để ở đây. Cái đây là cái chỗ để viết của mình, cái giấy nốt của mình. Và nếu mà các bạn nào có khách nào vô thì mình ngồi mình đặt đó. Ở đây là có cái bức tranh. Các bạn ơi, đây là cái bàn làm việc của mình. Chúng ta phải có một cái phòng làm việc rất là ngăn nắp. Cái này là ở nhà mình. Mình ngồi ở nhà mình làm việc nó như vậy. Các bạn thấy chưa?
luôn có ngăn nắp vậy. Ok chưa? Bạn hãy chuẩn bị cho mình, dù ở đâu thì chúng ta cũng phải có một cái bàn làm việc rất là ngăn nắp. Ok. À, chúng ta phải có một cái không gian làm việc rất là ngăn nắp. Bắt đầu từ đây, chúng ta phải sắp xếp lại cái công việc, cái cuộc sống chúng ta nó ngăn nắp ra. À, nếu mà chúng ta không thay đổi được cái này, cái cuộc sống chúng ta nó bày hay, cái nơi làm việc chúng ta nó bày hay, thì làm sao mà chúng ta thành công được? Chúng ta hãy thay đổi nhỏ, những cái thay đổi nhỏ thôi nó sẽ tạo ra những cái thay đổi lớn. Bạn làm chưa? Tất cả những cái biến đổi nhỏ đó, từng cái việc nhỏ đó mà bạn ngăn nắp thì nó sẽ tạo ra. Các bạn thấy không? Một cái cây hoa mà nó muốn lớn lên thì nó mỗi ngày nó phải lớn một chút, và cái cành nó đẹp, cái lá nó đẹp, cái hoa nó đẹp thì cái cành hoa đó mới đẹp. Một người phụ nữ mà các bạn muốn đẹp thì trước tiên là bạn phải gì? Cái dép bạn đẹp, cái quần áo bạn đẹp, cái tóc bạn đẹp. Ok chưa? Bạn biết trang trí cái môi, cái miệng đẹp, cái túi xách bạn đẹp thì tổng thể lại nó mới đẹp. Các bạn hiểu chưa? Chúng ta muốn thành công lớn thì từng cái việc nhỏ đó chúng ta phải tuyệt vời. Và các bạn phải tiếp nhận cái điều này, phải lưu ý những cái gì xung quanh của chúng ta. Khi các bạn đã thành công rồi thì mình không nói các bạn không chỉnh chu cái việc đó cũng được, còn chưa thì chúng ta phải chỉnh chu. Và những gì vừa rồi mình chia sẻ các bạn thấy tuyệt vời thì các bạn comment xuống. Các bạn phải comment xuống thì các bạn có năng lượng được nghe, ngồi xem livestream mà cứ ngồi nghe không làm cái gì hết thì các bạn cũng không có năng lượng. Cứ ngồi rù gì các bạn không có năng lượng nữa, là các bạn phải vừa nghe nè, vừa ghi nè, vừa comment xuống nè. Và tự nhiên các bạn comment xuống là tự nhiên con người bạn nó lửa nó liền, nó máu liền. Bạn không tin bạn làm với mình đi. Hoặc là, và tiếp theo là bạn gì? Bạn chia sẻ cái livestream này về nhà bạn thì tự nhiên bạn tham gia vào á, con người của bạn nó năng lượng liền. Còn không chúng ta cứ ngồi y như vậy thì con người chúng ta nó không có năng lượng được. Ok cho các bạn hiểu chưa? Là chúng ta cần phải có cho mình những cái thay đổi rất là nhỏ. Những cái thay đổi nhỏ thôi nó sẽ tạo cho chúng ta những cái thay đổi rất là đột biến. Những cái đóng góp nhỏ nó sẽ tạo ra. Nó là chào bạn Lê Minh Trương. Ok, bạn Lưu Việt. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì hãy comment xuống làm quen với mình. Và bạn nào đặt mua hai cái quyển sách của mình thì mình sẽ giao đến nhà bạn trong khắp mọi miền đất nước. Và mình sẽ ép bạn vào một cái group, và cái group đó bắt đầu mình chia sẻ vừa nghe vừa cười thầy rất là tuyệt vời. Hãy cười lên, hãy vui lên, đúng rồi. Thầy nhiệt huyết tinh tế. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Phải luôn luôn nói như vậy, thầy nói hay quá, quên luôn thầy ơi. Ok, tuyệt vời. Nó là chúng ta hãy chỉnh chu bàn làm việc của mình. Ok chưa? Cái thứ sáu ghi vào, cái thứ sáu, bây giờ ghi cái thứ sáu vào. Tối nay chúng ta chia sẻ khoảng tới 10:30 thôi. Thì hơn 10:30 là chúng ta nghỉ. Cái thứ sáu các bạn ghi vào, cái thứ sáu. Ok, cái thứ sáu là cái gì ạ? Hãy gì ạ? Khi các bạn đọc báo, các bạn đọc ở đâu đó thấy có cái gì hay là các bạn phải lưu lại liền. Mình là đọc mà mình thấy có cái gì hay là mình lưu lại ngay. Lưu lại làm gì? Để nốt ra những cái bài học. Bản thân mình đọc sách cũng vậy. Cái gì hay là mình like cái chỗ đó liền. Đi ra ngoài đường thấy ai nói cái câu gì đó hay là chúng ta lưu lại liền. Các bạn hồi nãy, như ví dụ hồi nãy mình đi ăn tối với bạn Kiên Cường, và bạn nói cái câu slogan của bạn nó rất là hay. Bạn nói là chụp hình em bé đẹp như tranh vẽ. Các bạn thấy cái câu này nó hay không ạ? Và thế là mình thuộc liền, mình nói với bạn Kiên Cường nói lại xem để cho mình nhớ. Chụp hình em bé đẹp như tranh vẽ. Mình nói là nói lại lần nữa để cho mình nhớ. Và khi mình nhớ rồi thì mình như thế nào ạ? Mình thấy cái câu slogan này của em nó hay quá. Em có cái câu slogan nó hay quá. Và mình sẽ dùng cái câu này, mình sẽ ví dụ ở trong lớp. Thầy các bạn dùng ra điều này chưa? Chụp hình em bé ok chưa? Đẹp như tranh vẽ. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà. Rất là tuyệt vời. Cái câu slogan bạn, bạn suy nghĩ cho lĩnh vực của bạn nó quá hay. Nó quá hay. Nó là khi mà chúng ta nghe những cái câu hay đó là chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải ghi lại, chúng ta phải nhớ liền. Chứ còn không là cái gì cũng vậy, phải ghi lại, lưu lại, đọc đi đâu lại thì nó trở thành bài học của mình. Bạn hình dung chưa? Ví dụ cách đây năm 2009, năm 2010 mình đã nghĩ ra được cái câu vườn ươm doanh nhân. Là thế, là từ đó tới giờ mình đặt cho cái business mình chính là cái vườn ươm doanh nhân.
À, và cái câu này nó rất là đột biến, hoặc là cái câu cái quyển sách của mình các bạn, mỗi ngày một chút thôi. À, cái đó là cái sự chiêm nghiệm. À, và mình càng ghi, mình càng nốt lại thì cái sự chiêm nghiệm của mình nó mới cao lên. Nó là chụp hình em bé đẹp như tranh vẽ. Đúng rồi, cái câu này nó hay, nó hay không thể tưởng. Và khi mình thấy những cái câu nó hay vậy thì mình phải nốt lại. Hoặc là bữa mình đi ngang cái bệnh viện Từ Dũ, và ở đó họ đặt cái quán cơm, nó có một cái câu hay không thể tưởng. Họ đặt cái câu là gì? Quán cơm bà đẻ. Ok, các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Họ đặt cái câu đó hay quá. Quán cơm bà đẻ. Ok, đặt cái tên nhưng mà hay dữ chứ không biết. Tức là cái tên nó vô cùng rõ ràng, nó quá đơn giản mà nó vô cùng rõ ràng. Ok, mà các bạn hiểu ra điều này chưa? Nó quá đơn giản, nó vô cùng, mấy cái đó là chúng ta biết nó lại. Ok chưa? Nó lại để chúng ta nhớ, vì những cái câu đó nó rất là tinh tế. Quán cơm bà đẻ, trừ quán cơm bán cơm cho bà đẻ. Một cái tên quán mà nó hay không thể tưởng được. Bạn hình dung chưa? Nó là chúng ta trong cuộc sống, chúng ta thấy cái gì hay là chúng ta nốt lại, thấy cái gì tuyệt vời là chúng ta lưu lại. Và các bạn phải làm đúng cái điều đây. Ok chưa? Thì các bạn thấy chúng ta mới phát triển được. Quán cơm bà đẻ, đúng rồi. Và em học hỏi anh nhiều thứ lắm. Ok, cảm ơn bạn Hiền Vũ, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình đọc những comment của bạn là mình thấy mình rất là tên đúng mục tiêu luôn. Quán cơm bà đẻ, ok, rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không? Nên là chúng ta phải hiểu ra được đây, những cái việc đó ở hàng ngày nó diễn ra, chúng ta cần phải học. Thấy cái gì cũng bỏ qua hết thì làm sao mà chúng ta nhớ được cái gì vậy? Ví dụ bạn tập trung, bạn nhìn, bạn quan sát nhiều thì bạn mới chạm từng cái chi tiết một. Người nào mà biết cách chạm từng chi tiết một, người đó mới tuyệt vời. Có những người dở hơi, những người cái gì cũng biết mà chả làm được cái gì. Mình luôn nói với các bạn như vậy này, biết là chưa đủ. Thầy khỏe quá, siêu năng lượng luôn. Ok, cảm ơn bạn Ngọc Hùng. Mình nói với các bạn này, biết là chưa đủ, hãy làm những gì mình biết. Ghi vô, biết là chưa đủ, hãy làm những gì mình biết. Ông nào mà nói với tôi mà biết mà ông chưa làm được thì ông dẹp đi. Biết là chưa đủ, hãy làm những gì mình biết. Ok, vẫn chưa đủ, hãy làm những gì mình biết, đạt được mục tiêu cuộc đời của mình. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là chúng ta phải quan sát, phải chạm từng chi tiết một. Các bạn hình dung ra điều này chứ? Thì lúc đó có người chúng ta mới sâu sắc. Và khi chúng ta phát triển bản thân của chúng ta, trong con người chúng ta nó có cái chiều sâu rồi đó. Ok chưa? Thì chúng ta nó như thế nào chúng ta mới phát triển được. Các bạn hiểu chưa? Chúng ta nhìn mọi thứ, chúng ta sẽ học hỏi được rất là sâu. Đó là lý do mà chúng ta phải có cái thói quen thứ sáu này. Hãy thấy cái gì hay là nốt lại rồi đọc đi đọc lại để chiêm nghiệm. Các bạn có làm được điều này không ạ? Các bạn có làm được điều này? Nếu các bạn làm được điều này thì các bạn comment xuống và bạn là tôi làm được điều này. Hôm nay mới trực tiếp nghe anh nói rất hay. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Các bạn ghi xuống, bạn nói là tôi sẽ trực tiếp làm điều này ngay hôm nay. Các bạn comment xuống đi. Các bạn nói, ngay hôm nay tôi phải làm cái điều này. Ngay hôm nay tôi phải quyết tâm làm cho bằng được cái điều này. Bạn ngon chưa? Thì con người chúng ta mới sâu sắc được. Nếu một người mà quét rác, nếu một người mà trồng cây, nếu một người mà tưới nước, ok, nếu một người làm sơm mà họ làm một cái công việc rất là sâu sắc, họ làm việc rất là tập trung, thì đó là những con người rất là tuyệt vời. Những con người đó nó rất đáng để chúng ta trang trọng. Bởi vì những người đó họ không phải là biết, mà họ làm những gì họ biết. Và họ làm những gì họ biết đó, họ phục vụ cuộc sống rất là nhiều người. Những con người đó rất là tuyệt vời, chúng ta rất là trang trọng. Còn những người chỉ có biết không, rồi để đó chả làm được cái gì, và làm thì làm hơi khó, thì tất cả những con người đó bạn còn nông cạn lắm. Nó là bắt đầu từ hôm nay chúng ta, các bạn phải có cái thói quen tuyệt vời này. Ok, các bạn thấy cái thứ sáu nó tuyệt vời không ạ? Nó tuyệt vời thì bạn comment xuống, bạn nói điều này rất là tuyệt vời. Ok, các bạn ghi xuống điều này rất là tuyệt vời, thì như vậy chúng ta mới tuyệt vời được. Ok chưa? Bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải có những cái thay đổi tiếp. Cái thay đổi số 7 ghi vô là phải luôn đúng giờ, không được trễ giờ. Cái thói quen trễ giờ, những video thầy rất hay, rất tuyệt vời, chẳng những em nói lại mà còn đao về xem nữa. Ok, tuyệt vời. Cần chi đao về xem em, có trên YouTube đó, em lên YouTube em coi là có hết
Anh Hiền Vũ không biết em không báo có lớp trưởng chỉ em với là sao không hiểu ý của bạn. À, điều này rất là tuyệt vời. Ok chưa? Bạn Nguyễn Hoài thương tuyệt vời. Ok. Và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy comment xuống và làm quen với mình. Và bạn nào đã biết mình rồi thì hàng ngày hãy vào Facebook của mình. Ngày nào mình cũng viết những cái bài viết chia sẻ về kinh doanh trên Facebook hết. Ok chưa? Và các bạn hãy đọc đó để các bạn phát triển cái sự nghiệp kinh doanh của mình. À, bạn phát triển cái sự nghiệp kinh doanh của mình lên. À, hãy thay đổi đi. Các bạn chỉ cần thay đổi một chút xíu nhỏ thôi. Các bạn đọc những bài viết đó và các bạn tìm ra được những cái chi tiết nhỏ trong đó thôi. Và bạn chỉ cần thay đổi những chi tiết đó thôi thì bạn đã là tuyệt vời rồi. Bạn đã có những cái thay đổi rất là tuyệt vời rồi. À, và bạn nào mà mua cái quyển sách của mình, hai cái quyển sách của mình, thì mình có add các bạn vào trong một cái group. À, và cái group này là group bí mật. À, ok chưa? À, cái group này là cái group bí mật. Và cái group này sẽ chia sẻ bạn sâu hơn về cái cách nó giúp cho các bạn làm kinh doanh tuyệt vời hơn. Ok chưa? Vậy thì bây giờ các bạn nào mua thì các bạn comment xuống. Thầy rất là tuyệt vời. Ok, bạn Đào Hằng. Ok, cảm ơn các bạn Đào Hằng rất là nhiều. Ok, đó. Nó là các bạn thấy điều này tuyệt vời thì các bạn comment xuống bạn tuyệt vời. Rồi, cái điều thứ bảy. Cái điều thứ bảy là phải luôn đúng giờ. Bạn phải luôn đúng giờ. Chúng ta trễ giờ là không có được. Chúng ta không chấp nhận được. Và nếu chúng ta trễ giờ, chúng ta phải hình thành chúng ta thói quen đúng giờ. Đặc biệt là các bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn rất là hay trễ giờ, không thể chấp nhận được. À, sách giá bao nhiêu thầy? Ok, hai quyển. Quyển Vượt Biển Lớn là 100k. Cứ quyển Mỗi Ngày Một Chút Xíu Thôi là 110k. À, cộng hai quyển là 210k. À, và giao đến tận nhà các bạn luôn, free ship. À, trên khắp mọi miền đất nước, bạn nào mua hai quyển thì free ship, bạn nào mua một quyển thì không có free ship. Bạn Ngọc Hùng muốn vào group thì bạn phải có hai quyển, còn nếu bạn có rồi thì bạn phải chứng minh ở trên này, bạn chụp hình hai quyển bạn chứng minh thì các bạn em nó sẽ hỏi bạn những cái câu hỏi, em trả lời được thì em sẽ được vào group. Ok chưa? Mình uống nước đã, hồi nãy giờ mình khát nước quá. Ok, các bạn hình dung chưa? À, bạn nào có rồi thì các bạn phải chứng minh, các bạn comment trên này là các bạn nói là các bạn có rồi thì các bạn mới bắt đầu ép các bạn vào group. À, ok chưa? Rồi, cái thứ bảy là chúng ta phải đúng giờ. Nếu các bạn mà không có thói quen đúng giờ là bạn đang hủy hoại, bạn đang hủy hoại cái mối quan hệ của mình. À, các bạn đang hủy hoại những cái nguồn tài nguyên của mình bởi vì cái thói quen không đúng giờ. Không, cái việc đúng giờ mà bạn không đúng giờ thì ai mà dám làm việc với bạn hả? Bạn là dung chưa? À, bạn mà không đúng giờ được thì làm sao bạn làm hàng hóa đúng được? Ok, bạn Ngọc Hùng. Ok, em đã mua đủ hai quyển rồi. Bạn nào mua đủ hai quyển rồi thì các bạn comment lên đây, các bạn chụp hình hai cái quyển đó và các bạn sẽ hỏi với bạn những cái câu hỏi bạn trả lời được. Dĩ nhiên hỏi hai câu hỏi là bạn ở trong sách thôi. Bạn nào có sách là các bạn trả lời được, là đúng ra trang đó là trả lời được ngay. Còn các bạn nào mà không thì không được. Và chúng ta cần phải có cái thói quen. Nếu mà chúng ta trễ giờ, ở Sài Gòn này rất là dễ trễ giờ nên chúng ta cần phải đi sớm. Và trường hợp bị kẹt xe thì trước đó 15 phút chúng ta phải lấy điện thoại ra và chúng ta nhắn với cái người bạn của mình rằng à, mình bị trễ giờ, lý do vì sao đó. Và bạn, xin lỗi bạn hãy ngồi chờ mình một chút. Ok chưa? Và khi bạn tới thì bạn phải là người đầu tiên gì ạ? À, bắt tay người bạn mình và nói rằng là xin lỗi bạn, mình đã trễ giờ rồi. Bạn hình dung chưa? Đúng ra là mình phải đúng giờ, nhưng mà hôm nay mình đã trễ giờ rồi, mình đã phí thời gian của bạn bao nhiêu phút rồi. Chúng ta cần phải có cái thói quen đó. Để gì ạ? Để nó làm cho con người chúng ta phải nghiêm túc với cái việc đó. Chúng ta đã ra thời gian, chúng ta hẹn với người ta rồi mà chúng ta trễ giờ là sao được? Bà Nguyễn Thiết Đặng, em chào anh Duy, chuyển cho em hai quyển sách. Ok, ngày mai nhân viên của mình sẽ gọi cho bạn và sẽ chuyển sách cho bạn. Và sau khi bạn nhận được sách, bạn trả lời được những cái câu hỏi trong sách thì bạn sẽ được add vào cái group đó. Group đó sẽ chia sẻ sâu hơn về kinh doanh. Bạn sẽ rút mắt những cái gì thì bạn sẽ hỏi mình thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Ok chưa? À, vậy thì cái thói quen thứ bảy là gì các bạn? Thói quen đúng giờ. Ok chưa? À, các bạn có sẵn sàng chưa? Các bạn có sẵn sàng đúng giờ không? Các bạn có sẵn sàng comment ở đây là đúng giờ không? Các bạn thấy không? Như hôm nay này, đúng ra là 9 giờ rưỡi tối đúng không? Là mình live stream cho các bạn đúng tối thứ hai là gì là nữa. Ok chưa? Tuy nhiên nó như thế nào ạ? À, bạn Nguyễn Kiên Giang, sách Vượt Biển Lớn năm sau em tặng cho năm bạn thì ba bạn đã đi khởi nghiệp riêng rồi, vui quá thầy. Ok,
bạn Nguyễn Kiên Giang, em đang làm việc một rất là hữu ích. À, bạn đã giúp cho người ta có cái sự thay đổi. À, và cuộc sống của em, vũ trụ sẽ ban ơn em cái chỗ đó bạn Nguyễn Kiên Giang. À, mạng chậm quá thôi, mạng chậm là do ở bên các bạn, bên mình thì mạng rất là tốt, ok chưa? À, em đã làm một việc rất là tuyệt vời bạn Nguyễn Kiên Giang rồi, em đã gieo một cái hạt và cái hạt đó nó sẽ lớn lên. À, và năng lượng vũ trụ sẽ đền đáp cho em. Nên các bạn an tâm đi, mình cũng sẵn sàng làm và làm liên tục như vậy, và vũ trụ sẽ luôn luôn ban thưởng cho mình. Mình luôn nói vũ trụ luôn tặng thưởng cho những người luôn hành động, và vũ trụ luôn luôn phạt rất nặng cái thằng nào làm biếng. Ok, cái thằng nào làm biếng, nó là người có thì có tất cả, người không có mất đi những gì mình đang có. Ok chưa? Nên là chúng ta cần phải có thói quen đúng giờ. Các bạn nào mà lên lớp học với mình, các bạn không, mình luôn luôn là đúng giờ, đúng 9 giờ lên lớp vào. Ok chưa? Học, các bạn thấy là học với mình là không có nghỉ dạy lao thôi. Học với mình là học một leo cho tới ăn trưa, rồi học một leo cho tới ăn tối, rồi học một leo về. Các bạn thấy chưa? Các bạn nào học lớp mình thì các bạn thấy không? Luôn luôn năng lượng 100%, và ăn học không cần phải nghỉ dạy lao, mà các bạn thấy ai cũng năng lượng hết. Các bạn thấy không? Làm việc nó phải như vậy thì con người chúng ta nó mới tuyệt vời. À, ok chưa? Vũ trụ phạt rất nặng những thằng làm biếng, vũ trụ sẽ thưởng rất là tuyệt vời cho những người họ luôn luôn làm việc rất là nhiệt tình. Ok chưa? Nên là các bạn cần phải hiểu cái điều này, và các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái chủ đề, ok chưa, của buổi ngày mai không? Ngày mai mình sẽ chia sẻ bạn chủ đề. Các bạn ghi cái chủ đề ngày mai. Ngày mai là ngày sinh nhật của mình nhé. Ngày mai là ngày 10 tháng 4, là ngày sinh nhật của mình. Nhưng 9 giờ rưỡi mình vẫn live stream cho các bạn. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Ngày mai là có các bạn, có gia đình của các bạn, đâu cả hơn gia đình chục bạn á, hẹn mình đi ăn mừng sinh nhật. Hồi chiều cũng có một số bạn tới mừng sinh nhật của mình rồi, bạn Nguyễn Kim Loan và bạn Hương Missy. Và tối mai bạn Tuyết nè, bạn Kim Canta nè, một số bạn đã hẹn với mình rồi. Nhưng mà ngày mai là ngày sinh nhật của mình, nhưng mà tối mai mình vẫn live stream cho các bạn. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái live stream không? Cái chủ đề live stream của ngày hôm qua không? Sẵn sàng chưa? Ngày mai chứ. Bây giờ các bạn ghi cái chủ đề live stream của ngày mai: 10 cách để chúng ta gạt bỏ đi những cái rào cản của mình. Mình hãy hỏi các bạn này, trong cuộc sống cái gì nó đang cản bạn? Cái gì nó đang làm cho bạn không phát triển? Cái gì nó đang làm cho bạn đang mắc kẹt? Vậy thì 10 các bạn ghi vô 10 cách để giúp cho bạn gạt bỏ đi, gạt bỏ đi cái rào cản của mình. Ghi cái chủ đề ngày mai vô, các bạn ghi vô để các bạn nhớ, ghi để nhớ ngay bây giờ liền. Bạn Nhi Đỗ, em ghi vô. Em không có nói là sẵn sàng rồi thì biết rồi, nhưng mà phải ghi vào, hấp dẫn quá thôi. Ok, bạn vào rất là tuyệt vời. Ngày mai bạn ghi vô 10 rào cản. Mấy rào cản bạn? 10 rào cản để chúng ta gạt bỏ những cái trở ngại của mình. Điều gì nó đang làm cho bạn bê tắc, điều gì nó cản trở bạn thì các bạn phải ghi vào. Và ngày mai mình sẽ chỉ cho bạn 10 cách để nó gạt phăng những cái đó ra, là các bạn sẽ phát triển ngay. Bạn nào chưa chia sẻ cái live stream này thì bây giờ các bạn chia sẻ cái live stream đi. Tại sao các bạn chưa chia sẻ nó? Mình không hình dung nổi. Tại sao các bạn chưa chia sẻ nó nhỉ? Ok chưa? Tại sao vậy? Ok chưa? Tại sao các bạn lại không chia sẻ nhỉ? Ok chưa? Chia sẻ đi. Bạn nào chưa chia sẻ thì chia sẻ đi. Ok. 10 cách để chúng ta gạt bỏ đi những cái rào cản của mình. Ok chưa các bạn ơi? Quên mất tiêu đi. Ok chưa? Ghi vào. Ok chưa? Rồi. Cách số 8. Ok chưa? Hồi nãy giờ là mình nói tới gì 10 cái thái độ nhỏ đúng không? Cách số 8. Có thể là bạn thay đổi một cái phong cách của mình gì đó khác đi. Ví dụ thay đổi cái kiểu tóc. Ok chưa? Tức là mình thay đổi một cái gì đó để làm cho con người mình nó mới đi. Hoặc là thay đổi cái gì? Cái chỗ ngồi. Hoặc là thay đổi cái hướng nằm ngủ. Hoặc dịch chuyển cái gì đó để cho nó mới đi. Các bạn thấy lúc xưa là mình có cái kiểu tóc khác này. Các bạn thấy bây giờ là mình cắt cái kiểu tóc khác. Bây giờ là mình cắt tóc ngắn lên. Các bạn nay mình 42 tuổi rồi. Mà các bạn thấy mình cắt đầu, mình cắt cái đầu cũng theo kiểu sting gớm không? Ok chưa? Nó là cái thứ 8 là chúng ta làm tìm một cái gì đó để chúng ta thay đổi nó đi. Chúng ta phải thay đổi nó đi, thay đổi một cách để cho con người chúng ta nó mới mẻ ra. Dù bạn nào đang tóc dài thì cắt tóc ngắn đi. Bạn nào đang để tóc ngắn thì tóc dài ra. Ok, các bạn nào chưa có râu thì để râu đi. Các bạn nào có râu thì cạo râu đi. Chúng ta hãy thay đổi một cái gì đó nhỏ thì con người chúng ta tự nhiên nó refresh, nó mới đi.
à, hoặc là các bạn chưa đi du lịch thì hôm nay bạn đi du lịch đi, à, phải thay đổi cho chúng ta nó mới ra. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Ok chưa? Phải nhận ra cái điều này. À, hãy thay đổi đi cho nó mới đi. Thay đổi một cái gì đó cho nó mới đi. À, bạn nào chưa chia sẻ thì nhớ chia sẻ. Mình thấy một số bạn chưa chia sẻ ngộ nha. Ok, nhiều bạn chưa chia sẻ nha. Chúng ta hãy chia sẻ đi. À, tóc thầy sự tin thiệt. Ok. Bạn Nguyễn Giang rất là tuyệt vời, mình cố tình mà. À, các bạn thấy tóc mình bạc nè, các bạn thấy tóc bạc nè. Bạc quá trời nè. À, nhưng mà mình như thế nào? Mình cắt cho nó sự tin ra. Cắt cho nó trẻ ra. Thì tự nhiên có người chúng ta lúc nào cũng e dè, lúc nào cũng sợ sệt, lúc nào cũng là gì, cũng e ngại. Chứ làm sao mà làm được? Chúng ta phải thay đổi một cái phong cách gì đó mới đi, để cho con người chúng ta nó mới, nó refresh cái con người của chúng ta lại. À, để gì? Chúng ta có một cái nguồn năng lượng mới đi. Hoặc là bạn vào bạn xem quần áo bạn, cái nào mà mặc lâu hơn một năm bỏ hết đi. À, tại vì khi chúng ta bỏ cái cũ thì chúng ta mới như thế nào à? Để chúng ta mua cái mới để chúng ta bỏ vào. Các bạn hình dung chưa? Nếu không thì chúng ta không có mua cái mới để chúng ta bỏ vào. Các bạn hình dung chưa? À, chúng ta không có chịu mua cái mới để chúng ta bỏ vào. À, hình dung ra chỗ này chưa? Rồi, cái thứ 9. Ok chưa? Cái thứ 9 thì hồi giờ nếu các bạn không quét nhà thì hôm nay các bạn phải quét nhà. Các bạn phải tập quét nhà. Và hôm nay các bạn lãnh cái trách nhiệm quét nhà cho bạn. Quét nhà sạch sẽ đi. À, quét nhà. Cái cách chúng ta quét nhà sạch sẽ thì cũng là cái cách để chúng ta làm những cái việc khác tuyệt vời. Đó, ok chưa? Uống hà thủ ô tóc thầy sẽ đen. À, ok, hà thủ ô uống rồi mà nó vẫn không có đen em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh Vương Kiến Vui. Chào thầy Duy, ok. À, anh Vương Kiến Vui lâu quá chưa gặp anh. À, anh Vương có hai cái quyển sách rồi. Anh Vương mua ủng hộ nha anh Vương ơi. Quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và anh mua quyển sách đó thì sẽ add anh vào một cái group. À, và những cái group đó, những người có hai quyển sách này thì mới như thế nào ạ? Mới được add vào trong cái group đó và chia sẻ sâu hơn. Chúng ta hãy tập quét nhà. Ok chưa? À, lãnh cái trách nhiệm là người quét nhà. Quét gì mà quét nó quá sạch. Sạch đến nỗi mà người ta chịu không nổi, người ta trầm trồ, ai quét nhà mà quét sạch thế. Ok chưa? Quét nhà như cách một người thơ nổi tiếng đang làm thơ. Quét nhà như cách một người nghệ sĩ xuất sắc. Ok chưa? Họ đang vẽ một bức tranh. Quét nhà như ca sĩ Quang Dũng đang hát một bài hát rất là tuyệt vời. Quét nhà như một ông giáo sư, thầy giáo dạy rất là giỏi trên bục giảng. Bạn hãy trở thành một người quét nhà vô cùng tuyệt vời. Bạn hình dung chưa? Bạn đừng có trở thành một người quét nhà là cái ông quét nhà. Bạn hãy là một người quét nhà mà không ai quét tuyệt vời bằng bạn. Thì nó như thế nào? Tóc bạc cho thấy sự thành công, kiểu tóc trong thầy trẻ 10 tuổi. Ok, rất là tuyệt vời. Ok, chúng ta hãy quét làm sao cho nó sạch sẽ và ai cũng rất là ngạc nhiên. Các bạn hình dung chưa? Và đó là cái cách mà làm cho chúng ta phát triển. Các bạn hình dung ra điều này chưa? À, hình dung chưa các bạn ơi? À, hãy hiểu ra cái điều này. Cái số 10, các bạn nốt cái số 10 vào. Ok, mình nói nó là 10 cái thay nhỏ nhỏ mà nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó đẹp ra mà. Ok chưa? À, thì 10 cái thay đổi nhỏ. Nếu các bạn chưa nấu cơm thì hôm nay bạn phải dành cái phần nấu cơm. Nếu bạn chưa giặt đồ thì hôm nay bạn phải dành cái phần giặt đồ về bạn. Chính cái thay đổi trong cái trách nhiệm đó nó sẽ làm cho bạn phát triển. Bạn nào đã cho nhân viên gửi cho anh Vương hai quyển sách, ok, cảm ơn anh Vương rất là nhiều, sẽ gửi ngay cho anh vào ngày mai. À, ok chưa, sẽ gửi cho anh vào ngày mai anh Vương ơi. À, à, lúc nào cũng thế. Ok, chào bạn Tiến Sao Mai. Bạn Tiến Sao Mai chưa gửi cho mình cái bộ sách khởi nghiệp của ILO nha. Hồi nào bạn gửi cho mình. Bạn Tiến Sao Mai là ở Đà Lạt các bạn. Bạn Tiến Sao Mai là ông xã của bạn Trần Mao. Ok, bạn Trần Mao là người chủ cái thương hiệu Trần Mao rất là nổi tiếng về mỹ phẩm hiện nay. Ok chưa? Cảm ơn bạn Vũ Đức Trinh. À, em rất là tuyệt vời. Ok chưa? À, nếu bạn chưa quét nhà, à, quên, nếu mà bạn chưa nấu cơm thì hôm nay bạn phải là người nấu cơm. Nếu bạn chưa giặt đồ, bạn là người giặt đồ, làm cái vị trí đó. Ok chưa? Còn nếu mà hồi giờ bạn đang là nấu cơm, bạn đang là mặc đồ, à, thì bạn như thế nào ạ? À? Bạn hãy gì ạ? À? Hãy nghĩ đi, giao cái việc đó cho người khác đi để bạn thay đổi lại.
Bạn Tiến số 2 bạn quá quên mất thầy Duy ơi. Ok. À, hồi nào bạn Tiến gửi bản photo cũng được bạn Tiến ơi. À, em thấy nhớ thầy nhớ nhiều học trò. Trí nhớ của thầy tốt quá. Ok. À, nhớ nhiều bạn Đạt ơi, tại vì bạn nào mà học các cái chương trình của mình thì mình follow các bạn rất là sâu. Mình tìm hiểu, mình follow các bạn rất là sâu. Ok à. Bạn Tiến Sơ Mai là một trong những người rất là tuyệt vời. À, mình nhớ rất là sâu. Đúng rồi bạn, bạn Đạt, tại vì mình follow các bạn rất là kỹ. À, mình nhớ các bạn rất là sâu. Ok chưa? Vậy thì nó làm cho chúng ta thay đổi. Và chính những cái thay đổi nhỏ này nó sẽ dẫn đến cho ta những cái thay đổi lớn. Ok chưa? À, tất cả cái con người để chúng ta thành đạt được là chúng ta phải bắt đầu từng những cái thói quen một. À, hoặc là các bạn có thể là thức dậy sớm để các bạn tập thể dục. À, hoặc là các bạn thay đổi thói quen là bằng cách là bây giờ các bạn phải đọc sách. Ví dụ dù vậy, mới đi nhậu về thầy Duy ơi, mình cũng mới đi nhậu về này bạn Tiến Sao Mai ơi. Mình nhậu với bạn Nguyễn Kiên Cường. À, Nguyễn Kiên Cường đó với bạn Hồng Dung Hai Furniture, mình cũng mới đi nhậu về đây. Chào thầy, chúc thầy một tối ấp. Bạn Nguyễn Văn Ý rất là tuyệt vời. À, nó là hồi nào bạn Tiến nhớ các bạn bạn gửi cho mình nha. Em cũng học thầy đó thầy. Thầy là tấm gương để em vượt khó. Ok. Bạn Lê Thị Thanh, em là đại lý của Trần Mao. Ok, rất là tuyệt vời. Ok, bạn đã làm việc với bạn Trần Mao là các bạn rất là tuyệt vời rồi. À, ở trên Trần Mao có những bạn, ở trên Đà Lạt có bạn Tiến Sao Mai, bạn Trần Mao, bạn Hương, bạn Hương Giang, kinh doanh trà Athi Show của Đà Lạt Farm á, những bạn đó rất là tuyệt vời. À, những bạn đó rất là thành công. À, em làm đại lý của các bạn đó là em tuyệt vời rồi. Ok chưa? Thầy Duy hay nhậu Strandball hay Pepsi? Ok. Bữa nay nhậu Coca-Cola. Ok chưa? Không có nhậu Strandball và cũng không phải là Pepsi. Ok chưa? Tất cả những điều này chúng ta phải đều nhớ là chúng ta phải vượt qua được những cái chướng, vượt qua được những cái trở ngại trong chính con người của chúng ta. Chúng ta tập những thói quen nhỏ vậy để chúng ta tập gì? Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Đúng rồi. Bạn Võ Hồng chính xác các bạn. Trong cuộc sống này chúng ta hãy nhìn mọi thứ tuyệt vời. Đừng có nhìn mọi thứ cũng là nhìn. Thì đừng có nhìn cái thấy cái điều nó không được ok. Mà chúng ta hãy nhìn cái điều nó ok. Nhìn cái điều đó tuyệt vời thì tự nhiên cuộc sống chúng ta nó sẽ chất lượng. À, hai thầy dạy rất hay thiệt. Ok, cảm ơn bạn Trang Phúc. Nếu lần đầu tiên bạn biết mình thì bạn rất là tuyệt vời. À, ok. À, Tiến Sao Mai Đồng Hương. Ok, các bạn sẵn cơ hội này các bạn quen biết với nhau. Mình lại nói tiếp, tất cả mọi thứ này chúng ta phải vượt qua được những cái trở ngại. Những cái trở ngại ở trong chính bản thân của chúng ta. Và những cái thay đổi, những cái thay đổi nhỏ này nó giúp cho bạn vượt qua những cái trở ngại đó. Bạn hiểu chưa? Thầy Duy lúc nào cũng ok. Vâng, bạn Tiến Tô Mai chính xác nó là như vậy. À, hồi nào bạn xuống Sài Gòn thì bạn phải alo cho mình nhé, bạn Tiến Tô Mai. Và nhớ mang tài liệu xuống cho mình nữa. Ok chưa? À, chúng ta, tức là chúng ta hay có cái quan điểm là rủi hên xui may rủi, cái chuyện đó nó lâu lắm. Cái chuyện đó từ từ tính. Cái điều chúng ta phải thống nhất ở đây một điều rằng là gì? Chúng ta hãy làm hết mình. Chúng ta hãy làm hết mình với nó đi. Rồi mọi việc còn lại để cho Chúa lo. Bạn hiểu chưa? Bạn nào bên đạo Chúa thì để cho Chúa lo. Bạn nào bên đạo Phật thì để cho Phật lo. Mà trước tiên để cho Chúa lo, để cho Phật lo thì chúng ta phải sống hết mình với nó. Còn chúng ta không sống hết mình với nó thì Chúa và Phật ông cũng không có lo nổi đâu. Bạn hồn dùng chưa? À, hãy làm việc hết mình dư nó. Chúng ta phải khao khát thành công mãnh liệt, còn lại là để cho Chúa lo. Còn nếu mà chúng ta không khao khát thành công, chúng ta vừa làm biến, cái gì cũng không biết hết, làm thì bỏ cuộc nửa đường, thì các bạn có lên như thế nào? Các bạn có lên các bạn có gì? Các bạn có cầu nguyện với Chúa thì Chúa ông cũng bó tay thôi. Tại các bạn làm biến quá mà. Ông nói mày làm biến quá, tao bó tay rồi, tao không thể giúp mày được. Các bạn hiểu chưa? Bữa mình nói như này, các bạn có sẵn sàng để mình kể cái câu chuyện nào mà? Các bạn nào sẵn sàng thì ghi xuống là sẵn sàng để nghe mình kể chuyện. Bữa mình vô nhà thờ, mình là người đạo Thiên Chúa Giáo, mình vào nhà thờ. Và có một bạn kia quỳ kế mình và bạn cầu Chúa như này. Cầu Chúa cho con... năm nay con kiếm được 1 tỷ, sang năm con quay lại con cúng Chúa. Mình mới ngồi ở bên mình nghe, mình kêu mẹ tao là Chúa, tao đá mày gãy răng. Các bạn chưa, Chúa mà nó đòi hối lộ, nó kêu cho nó cho nó kiếm được 1 tỷ, sang năm nó quay lại nó cúng cho Chúa,
Ok chưa? Ông chúa ông nói chứ. Ông kêu nếu mà tao kiếm được 1 tỷ thì tao tự kiếm rồi, mắc mới gì tao phải chỉ cho mày kiếm. Rồi tao ngồi đây tôi sang năm tôi chờ mày tới mày cúng. Các bạn thấy tao chưa? Mấy cái thằng mà nó dơ hơi, nó cầu nguyện, nó có không biết cầu nguyện, nó cầu nguyện tầm bậy. Các bạn thấy chúng chưa? Chịu không nổi cho nó luôn. Nó cầu nguyện tầm bậy. Nó nói là Chúa cho nó 1 tỷ để sang năm nó quay lại nó cúng Chúa. Ok chưa? Mà nói ông chúa mà ông làm, nó là mà nói các bạn mấy người nhà nghèo á, họ gặp chúa đó là ông chúa nhức đầu lắm. À các bạn, chúa nhức đầu lắm, ông Phật ông muốn nhức đầu đó, tại vì họ gặp là họ xin tiền á, mà chúa với Phật đâu có tiền, chúa với Phật không có tiền. Ok chưa? Còn nhà giàu á, họ đi gặp chúa đó, họ đi gặp Phật á, họ không những họ không xin tiền mà họ còn gì, họ còn cho tiền nữa. Các bạn thấy chưa? Họ còn cúng tiền cho chúa nữa. Các bạn họ hình dung chưa? Họ không những họ không xin tiền mà họ còn cho tiền nữa. Thầy nói giống sư phụ em quá. Sư phụ em là ai em? À, sư phụ ai là em vậy? À, ok, sư phụ của em là ai? Để cho mình biết sư phụ em là ai. Ok. Ừ. Sư phụ của em là ai và em gặp sư phụ ở đâu? À, các bạn chúng ta điều này chưa? Mình hãy làm hết mình thì Chúa ổng sẽ giúp cho chúng ta được. Còn làm biến làm sao mà Chúa ổng giúp được? Mà suốt ngày cứ ngồi dưới hên dưới xui. Nó là chúng ta phải gì? Tập trung làm hết mình, tập trung làm nhiệt tình. Mọi việc còn lại Chúa sẽ lo cho bạn. Bạn hên vô không chưa? Ok chưa? Vậy là chúng ta có một cái buổi chia sẻ tối nay rất là tuyệt vời. Và cái buổi ngày mai mình sẽ chia sẻ cho bạn, ghi vào cái buổi ngày mai mình sẽ chia sẻ bạn 10 cách gạt bỏ những rào cản nó cản trở bạn, ghi vào 10 cách gạt bỏ những rào cản nó cản trở bạn. Ok chưa? Ngày mai là ngày sinh nhật của mình, nên là ngày mai các bạn nào lên xem live stream thì các bạn hãy có một cái câu chúc mừng sinh nhật của mình nha. Các bạn hãy tìm một cái câu cả một ngày mai. Ok chưa? Các bạn có một cái câu nào hay hay đó, thích giác liền. Ok, sư phụ em là thầy thích giác liền. Ok, cho mình gửi lời thăm sư phụ của em nhé. Ok chưa? Vậy thì ngày mai các bạn nào lên xem live stream thì các bạn nhớ tối 9:30 tối mai mình sẽ live stream tiếp. Và các bạn nhớ gì ạ? Các bạn nhớ chúc cho mình một cái câu nào rất là hay. Bây giờ bạn suy nghĩ đi. Cái đó cũng thể là cái sự nhiệt huyết của cá các bạn. Cái đó cũng thể là cái sự chú tâm của các bạn. Cái này cũng giống như là cái bài tập mình gửi cho các bạn vậy đó. Bạn hình dung chưa? Cái này cũng giống như cái bài tập ấy. Nó rất là đơn giản thôi. Và các bạn sẵn sàng tham gia cái live stream này 100% mà các bạn thẳng sẵn sàng tham gia cái bài tập này 100% thì tự nhiên cái con người của bạn nó như thế nào ạ? Con người của bạn nó cũng follow theo cái năng lượng này và nó giúp cho các bạn sẽ đạt được rất là nhiều thứ. Ok chưa? Và hồi nãy giờ live stream của chúng ta cũng đã được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Các bạn nào chưa chia sẻ live stream thì bạn hãy chia sẻ cái live stream này về nhé, về nhà các bạn nhé. Và các bạn mua 2 cái quyển sách này trên khắp mọi miền đất nước, mà các bạn mua 2 cái quyển sách này thì sách sẽ được gửi đến nhà các bạn, đến tặng nhà của các bạn luôn. Lúc đó có người tới tặng nhà bạn thu tiền khắp mọi miền đất nước, nên các bạn cũng không cần phải gửi tiền trước nữa. 2 quyển sách này có 1.000 210.000 rẻ kinh khủng, bao free ship luôn. Và các bạn nào có 2 quyển sách này rồi thì mình sẽ ép các bạn vào một cái group. Ok, trong cái group này mình sẽ chia sẻ sâu hơn về kinh doanh cho các bạn, vì đảm bảo các bạn đã đọc sách rồi và những kiến thức căn bản bạn đã hiểu rồi. Nên bạn nào muốn mua sách thì comment xuống cho số điện thoại inbox cho mình, ngày mai sách sẽ gửi lên cho bạn khắp mọi miền đất nước. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Và tối mai chúng ta sẽ quay lại cái live stream chủ đề 10 cách gạt bỏ đi những cái rào cản, những cái hạn chế mà nó đang níu kéo bạn lại. Ok chưa? Cái điều này rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã theo dõi cái chương trình live stream tối nay. Các bạn rất là tuyệt vời. Bye bye các bạn. Chúc bạn ngủ ngon nhé. Bye bye các bạn.